Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Nãy giờ thì mình có đi farm thêm một ít cái bột tinh linh nè. Để hôm nay xíu về chúng ta còn có thêm bột tinh linh mà chế tạo sách phép thuật nữa. Đi một hồi thì cũng gần tới cái chỗ căn cứ đầu tiên của mình. Để bây giờ mình sẽ kêu một em rồng nào đó ra để mình cưỡi cái đó. Kêu Rex đi. Cưỡi Rex đi ha. Qua nay quên cưỡi Rex nè. Đấy. Bay ngang căn cứ mình ha. Ký ức ùa về. Dù sao thì đây cũng là nơi ở của mình trong một khoảng thời gian á. Còn mấy em bò nữa cơ. Ui, đàn bò ngày nào của mình. Ê, con zombie định làm gì? Con zombie định làm gì đó? Từ từ đợi mình xíu, mình xử con zombie này cái đó. Dám lén phén ở nhà cũ của mình hả? Này thì lén phén nè. Này thì lén phén nè. Ui sao mình con này nó trâu vậy? Rex trưởng không si nhê nữa luôn á. Ui con zombie này không được rồi. Oh no. Đừng Rex ơi. Nó quýnh chết đấy. Đừng. Con này hung dữ lắm. Chạy đi em. Trời ơi nó quýnh một phát Rex mình nửa cây máu á. Ghê thiệt sự. Con này dám đụng vô Rex mình á. Tê liệt nè. Đụng vô ai chứ đụng vô rồng của mình là mình khô máu luôn. Ui. Ui con Nether kia nó quýnh Rex của mình à. À thì ra ngươi chọn cái chết. Cắn nó em. Cắn nó. Rồng Rex của mình đẩy nó đi chỗ khác kìa. Ừ cắn nó đúng rồi. Này thì lao tét. Rex mình tính thời bị nóng. Rồi xuống đây anh búp máu cho nè. Trời đất ơi. Mới về nhà cũ thôi đã bị cà khịa rồi. Ở đây cưng. Bắn tim cho hồi máu lại ha. Rồi chúng ta cùng đi tiếp nè. Để mình thử đi dạo một vòng ở bên đây coi. Tại vì mặc dù ở đây một thời gian rồi đó, nhưng mà mình vẫn chưa khám phá hết cái địa hình xung quanh ấy. Rồi đi, let's go. Để coi nào. Chắc giờ đi băng qua cái hồ này đi. Mình thấy cái hồ này cũng khá là bự á. Mấy lần mình đi ngang mà mình chưa có khám phá. Ở đây nè. Có công trình luôn. Đây là một cái thiên thạch ha. Ồ, hợp lý vậy ta. Để mình xíu. Ở đó thì có một vài cái con người ngoài hành tinh á. Mình phải để Rex vô một chỗ an toàn cái đó. Rồi mình sẽ lại cái thiên thạch đó, mình khám phá. Kìa. Nó định qua đây nó tấn công mình đó. Bảo vệ cái thiên thạch ấy. Nhưng mà rất tiếc. Phép thuật của mình hơi bị xịn. Từ từ. Hình như nó đang lát thì phải. Mình chọi bơm điện nó không ra. Đây rồi, hết lát rồi. Con này nó được cường hóa, thành thử ra nó khá là trâu này. Kệ mấy người ta không quan tâm, giờ vô lấy thiên thạch trước tính sao. Đập mấy cái làm spawn luôn. Thôi, giờ thì đột nhập vô trong thôi. Sao mà đỡ được. Ở phía trong thì nó bắt đầu nó cứng hơn rồi nè. Quá trời cứng. Ui, nó còn có rất là nhiều con người ngoài hành tinh trong đây. Sao, mình sẽ chọi bom điện để tiêu diệt bớt ha. Xong phim. Giờ thì chúng ta đã có thể lấy được trứng rồng bên trong thiên thạch. Đây chính là trứng rồng Galaxy. Đâu rồi, đây trứng rồng Galaxy nè, hơi bị đẹp luôn. Mấy cái block này thì chỉ là block xây dựng thôi, chứ thật ra nó không có làm giáp được ấy, nên mình sẽ không có đào thêm đâu. Vứt ra luôn. Rồi, cảm ơn mấy thanh niên người ngoài hành tinh nha. Đi thôi. Lấy trứng rồng mà còn quýnh người ta nữa thì kỳ lắm. Mang tiếng đấy. Hôm nay có vẻ khá là hên nên thôi. Tha đó nha. Bữa sau gặp lại là không có tha đâu. Chùn lẹ. Gãy xíu thôi. Gãy một hồi nó dí vô bây giờ. Đâu. Đi em ơi. Ui tính ra màu của rồng Rex nó lại hợp với mấy cái con người ngoài hành tinh đấy nhờ. Màu uy gan luôn ấy. Ít đằng kia còn có cái. Đâu rồi. Đằng này còn có cái thiên thạch nữa nè. Hai cái thiên thạch kế bên. Và cả một cái ngôi đền Night Fury luôn. Ui. Thì ra gần nhà mình lại có công trình nhiều như vậy à. Đã nha, giờ mới biết luôn á. Không có qua đây là không phát hiện rồi. Lại có ngôi đền Night Fury nữa nè. Được thật sự. Vì cái Dare Night Fury này á, chỉ có thể dùng được một lần thôi.
Nên bây giờ mình sẽ đánh dấu thêm cái khu vực này á, để sắp tới có gì mình quay lại mình sử dụng tiếp. Ôi ôi ui, mấy con người ngoài tinh nó dí nó quýnh rồng rác của mình kìa. Láo thiệt chứ. Không được rồi, mình phải trả thù cho rác coi. Dám ha, quýnh rồng rác của mình. Dám quýnh rồng rác của mình hả? Dữ mặt. Sao không, mình không hiểu sao. Hay là tại rồng rác đi cà khịa dữ quá nên con nào nó cũng muốn quýnh ta. Mình thấy rồng rác đi tới đâu cũng bị mấy con quái vật nó dí nó quýnh hết á. Đúng tội nghiệp luôn. Ồ. Ồ. Trứng rồng lộ thiên hả? Vậy cho mình xin luôn nhá. Bữa nay lượm được hai trứng rồng Galaxy luôn. Ảo thật đấy. Rồi. À, và cạnh đây nó còn có một cái công trình nữa. Đây chính là công trình xuất hiện những cái tên pháp sư. Úi. Úi hình như. Úi hình như ở đây đang mưa axit hay sao ấy. Ủa sao mình mất máu hoài vậy? Hình như đang mưa axit hay sao ấy. Ui dạ dạ dạ. Cẩn thận cẩn thận. Ui ba bốn tên pháp sư luôn. Ê nó hất tung mình cơ. Này thì dùng phép thuật ha. Hất tung hả? Không sao, mình có phép thuật băng. Mình có phép thuật băng nè. Kết liễu hết mấy con đó luôn. Và khi mình farm những cái tên pháp sư đó, nó sẽ cho mình những cái mảnh Swarm Talisman nè. Cái này thì chủ yếu là để mình ghép lại thành một cái chìa khóa vô đây. Đó, mình phải có đủ 4 bộ phận thì mới ghép được cái chìa khóa. Ừ, giờ thì mình chưa có đủ sẵn sàng để bước qua thế giới đó, nên mình chưa cần farm những cái mảnh Swarm Talisman đâu. Chắc giờ đi tiếp đi nhờ. Ồ, ở đây mình gặp rồng hai đầu nè. Ồ, hình như ở dưới có trứng rồng hai đầu luôn. Ui, đã vậy. Xuống 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 mày ơi, xuống mày ơi. Xin nhẹ cái trứng này đi. U rồng hai đầu này. Lụm 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 lụm. Đã thiệt. Bữa nay quả là một ngày may mắn của mình rồi. Mình toàn tìm được những cái chỗ trứng rồng mới thôi. Mà rồng hai đầu cũng khá là thân thiện ha. Mặc dù mình đứng gần như vậy mà cũng không có tấn công mình luôn. Được đấy. Đánh giá cao sự thân thiện của rồng hai đầu nha. Rồi giờ thì mình sẽ qua đây. Ui, có nhà bà phù thủy luôn hả? Phù thủy nè. Phù thủy mà gặp pháp sư luyện rồng thì cũng tắt nắng thôi. Có cái rương luôn nè. Ui thấy chưa. Mình nói rồi, phải tiêu diệt bà phù thủy thôi. Chơi đồ nhiều như vậy không tiêu diệt thì sao mà được. Nghĩ sao mà có một mình thôi mà chơi cái đống đồ như vậy nè. Để lại con mèo mình có nên bắt về không ta? À mà thôi đi. Để lại đi cho mèo ở nhà của bà phù thủy đi ha. À, và gần đây còn có một ngôi làng nữa. Để mình xem xét coi ngôi làng này có nhà bác thợ rèn hay không. Chắc không rồi. Mình lượm một vòng mình chưa thấy nhà cái nóc nhà bác thợ rèn đâu hết á. Ủa, cái làng to gì mà không có nhà bác thợ rèn, hơi tiếc ha. Ờ, để coi coi nó có cái cục waystone không nhờ. Ý, có rương kìa. Kiểm tra hở. Có đồ ăn. Ok. Còn cục waystone có không? Nếu mà có cục waystone thì mình có thể đi về nhà nó nhanh hơn á. Anh ấy, đây đây đúng không? Chỗ này đúng không? Ủa kỳ vậy. Thường thường ở đây sẽ có cục waystone mà. Cục waystone của cái làng này bị hư rồi. Nè nó bị chắc bị tấn công hay sao nè. Bị vỡ hết nửa cái nhà rồi nè. Hàng gì không có cục waystone à. Sukana thiệt chứ. Định mượn cục waystone biến về nhà cho nó nhanh á. Đỡ phải cưỡi rồng về mất công. Vậy là phải tìm một ngôi làng khác mà có cục waystone để mình về cho nó nhanh rồi. Ý. Đằng này thì có một cái công trình quen quen vậy ta. Nhìn công trình này quen cực. Chắc phải vô trong đó khám phá rồi. Đi vô trong luôn. Lại là tên pháp sư này hả. Tê liệt đi. Tê liệt đi. Này thì pháp sư nè. Mình sao, tại sao mình giết mấy thanh niên đó thì mình không có nhận được cái vật thổ trường sinh nha.
Hình như trong đây mình giết mấy con đó nó không cho mình vật tổ trường sinh ấy. Ổn ghê á. Phải cho vật tổ trường sinh thì hay quá. Có thêm được một mạng thì nó cũng tự tin khi mà khám phá hơn á. Rồi, và trong rương này thì nó sẽ cho mình một ít đồ. Sách phép đồ. Hãy coi coi có sách phép mới không. Sách nâng cấp. Không có sách phép mới rồi. Ồ, có cái nón pháp sư luôn nè. Ok. Bữa nay mới thấy được cái tòa tháp pháp sư ấy nha. Tòa tháp này khá là cao, mình nghĩ sẽ là tòa tháp của pháp sư thân thiện ấy. Đi, lên trên coi thử coi. Ui, pháp sư này hình như là nuôi bò hay sao ấy. Nhiều bò dưới nhà cực. Ui, nghe tiếng là biết thân thiện rồi. Đây là pháp sư thân thiện. Pháp sư này sẽ bán cho mình những gì đây? Một quyển sách có tên là Nature Power Ring. Đây là quyển sách cấp Advanced thôi. Có nên mua ủng hộ không ta? Một cây gậy nữa nè. Cây gậy phép. Chắc mình phải mua ủng hộ thôi. Mình có đem theo đồ mà. Đây, rất là nhiều vàng luôn nè. Mình đầu tiên mình sẽ mua cây gậy trước ha. Cây gậy này thì có giá là 14 vàng. Cũng như là 10 cái pha lê phép thuật. Đây, ủng hộ luôn nha. Cây gậy này nhìn có vẻ xịn nè. Không biết cấp độ của nó là... Ui, cây gậy này là cấp Advanced luôn á. Đỉnh nha. Ôi, hôm nay mình mua chúng cây gậy cấp Advanced luôn, khỏi cần luyện nè. Tốt thiệt. Rồi, mình sẽ mua thêm cuốn sách cấp Advanced luôn ha. Cuốn sách tên là Nature Power Ring nè. Nó cần thêm 6 ngọc lục bảo. Đây, mua luôn. Đã chơi là phải chơi tới bến nha. Rồi, ép vô cái cây gậy luôn coi. Đấy, phép đầu tiên. Không biết phép này có công dụng gì ta. Đọc sơ sơ qua để chúng ta biết thêm ha. Nó sẽ cho mình một cái sức mạnh để thay đổi thế giới. Ok, là sức mạnh gì không nói thì sao người ta biết được. Nó nói kiểu chung chung ấy. Tò mò ghê á. Để bây giờ dùng thử là biết liền nè. Ok, cảm ơn pháp sư nha. Trời ơi, lâu lâu mới gặp được người bán đồ ok như vậy á. Để coi coi sức mạnh thay đổi thế giới là sức mạnh gì đây. À, ok, sức mạnh này ghê gớm thiệt. Đó là sức mạnh đào nhanh á. Trời ơi, quảng cáo là sức mạnh mà có thể thay đổi thế giới. Nhưng mà công dụng chính của nó chỉ là đào nhanh thôi. Ui, cái tay mình đào như cái máy luôn này. Đúng là sức mạnh thay đổi thế giới thiệt. Trời đất ơi, làm mừng hộp mà. Ở đây thì nó có một cái khu vực ui, khu vực này dẫn tới thế giới liên quan tới rộng này. Vậy là hôm nay chúng ta gặp hai cái công trình cần phải đánh dấu rồi đó. Ok, giờ thì mình chưa có vào mấy cái thế giới đó được á, nên cũng khá là khó ha. Chỉ đánh dấu thôi. Còn khi nào đủ điều kiện thì chúng ta sẽ bước vào và khám phá sau. Về ấp trứng rồng nào, về ấp trứng rồng nào. Bữa nay chúng ta có lượt được hai loại trứng rồng mới á. Một là trứng rồng Galaxy. Để coi coi mình sẽ ấp bên máy ấp trứng rồng chạy bằng dung nham được hay không. Cái xô. Lại là câu chuyện cái xô. Ủa, cái xô mình để bên đâu ta? Bên đây. Ủa, vậy cái xô đâu nhờ? Lạ thiệt. Ngày nào ra cũng thấy mất cái xô đó. Ồ, vậy là trứng rồng Galaxy ấp bằng cái máy ấp trứng rồng chạy bằng nước rồi. Ok. Còn trứng rồng hai đầu thì sao? À, trứng rồng hai đầu ấp bằng máy ấp trứng rồng chạy bằng dung nham á. Vậy là mình có thể ấp cùng lúc hai trứng rồi. Tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Để mình chăm nước một xíu ha. Tại ở đây nước nó khá là ít này. Phải chăm thì nó mới đổ nước ấp xong cái trứng được. Tương tự với máy ấp trứng rồng chạy bằng dung nham ha. Chăm thêm vô. Để không thôi, một hồi đang ấp giữa chừng cái nó dừng á. Chăm tầm 2 xô nữa. 1 2. Rồi, giờ thì mình đã có thể an tâm đi học phép thuật rồi.
Hôm nay thì mình sẽ học thêm phép thuật ha. Để một xíu chúng ta sẽ có một cái pha combat với một con rồng. Không phải là rồng Ender đâu, mà là con rồng ở bên thế giới khu rừng hoàng hôn á. Còn giờ thì làm phép trước đi. Hy vọng hôm nay mình sẽ học được thật là nhiều phép. Chế tạo ra được thật là nhiều phép cấp Advanced á. Tại vì mình mới mua được cây gậy cấp Advanced nè. Đúng xịn luôn. Vật liệu chúng ta học phép thì bao gồm sách với mấy cái bột tinh linh thôi. Ok. Để coi nào. Bữa nay mình sẽ thử cho theo công thức này đi. Xanh cam. Rồi, thử. Cái này á, mình thấy nó hiện công thức lên nè. Nó tạo ra mấy quyển sách Advent á, mà không biết có phải vậy không. Giờ thử mới biết được. Hi. Cuối cùng cũng có một quyển mới rồi nè. Mình chế tạo một lúc á, coi kìa, mình dục cái đống sách ngoài kia đó. Là số lượng sách mà kiểu nó bị trùng ấy. Đúng là hôm nay không có được may mắn trong cái việc chế tạo sách phép thuật rồi. Liệu rằng một xíu nữa thì chúng ta có hơn hay không thì chưa biết á. Tiếp tục là một cuốn sách mới nè. Kệ. Cấp Abramtid cũng được, miễn nó mới là ok rồi, là quý rồi. Giờ chỉ mong là nó ra một cuốn Advent gì đó, hoặc là Master càng tốt ha. Tại vì số lượng sách Master của mình hiện tại nó rất là ít luôn. Mình mới có một phép duy nhất thôi á. Ba quyển nha. Nãy giờ ba quyển toàn là Abramtid không luôn. Vậy là chắc hôm nay không có nổi một quyển cấp Advent nào rồi. Phải có là nãy giờ nó ra rồi. Ôi kệ, không sao. Miễn có sách phép mới là ok rồi. Biết đâu cấp Advanced nhưng mà mấy kỹ năng mới này nó lại mạnh thì sao nhờ. Quên nữa. Hai em rồng của mình á là rồng Clan cũng như là rồng Berteris. Mình đã tìm được rồi nha. Chẳng qua là hôm qua mình bị lag á. Mình phải thoát ra vào lại thì mới gặp hai em này á. Giờ thì để cẩn thận hơn. Mình đã bắt rồi. Bắt và nhốt trong cái ộp nè. Cho chắc cú ha. Khỏi sợ bị lạc mất nữa. Còn giờ thì học phép thôi. Mình sẽ cho hết vào cây gậy mới của mình. Ba phép ha. 1, 2, 3. Ý. Ủa sao tự nhiên dưới nhà mình lại có pháp sư vậy? Này thì pháp sư nè. Láo tét thiệt. Mình sẽ test thử phép mới luôn. Blind Flash là cái gì vậy? Kỹ năng này không tấn công được. No. Ui, tự nhiên dưới nhà mình lại có thanh niên pháp sư đây. Này thì pháp sư nè. Hú hồn chim én. Trời ơi, mò đường nào vô vậy trời. Nguy hiểm ghê á. Mình mới dùng được cái phép tên là Blinding Flash. Blinding Flash, mình sẽ đọc thử coi nó là kỹ năng gì. Phép này thì nó sẽ phát ra một cái tia sáng á. Kiểu như là mù những cái con vật xung quanh mình á. Ủa vậy sao nãy mình dùng phép này mà thanh niên pháp sư đó không có mù ta? Kỳ vậy? Chắc thanh niên đó không có bị ảnh hưởng bởi phép này hay sao ấy. Ok, như vậy thì phép này vẫn không dùng để chiến đấu rồi. Hôm nay cần đánh rồng mà không có phép mới, sao mà quẩy lại đây? Ui, đã vậy còn triệu hồi ra Snow Golem nữa. Triệu hồi ra người tuyết nữa chứ. Trời à. Số mình đâu học phép đâu không à. Đây rồi, cuối cùng cũng có một phép tấn công rồi. Phép này tên là Chạc á. Ui, mình lao tới phía trước với tốc độ sấm sét và sẽ gây được một mớ sát thương ấy. Đây rồi, cuối cùng thì cũng tìm ra được một phép tấn công rồi. Một xíu mình sẽ dùng phép này hút thẳng vô con rồng á, cho nó biết như thế nào là sức mạnh của pháp sư luyện rồng. Còn giờ thì để mình chào đón mấy thành viên mới về đội của mình cái đã. Rồng Galaxy với rồng hai đầu mình nghĩ là ấp xong rồi đó. Đấy, xong hết hai trứng rồi nè. Đi, cho hai em này vô trong nhà thôi. Chào đón thành viên mới nào. Đây mình sẽ cho dưới này đi, dưới này nó khá là rộng rãi á.
Rồi, rồng hai đầu ra trước ha. Rồng hai đầu có tên là Zip, Zip Blair Back. Đấy, Zip Blair Back. Ồ, coi kìa, nhỏ nhỏ dễ thương vậy. Đã nha. Một em rồi ha, giờ tới rồng Galaxy nè. Galaxy. Rồi, xuất hiện đi. Hai loài rồng này khi nhỏ đều rất là dễ thương á. Và để chắc cú hơn thì chắc mình vẫn phải nhốt trong cái ọp thôi. Đây, mình sẽ làm thêm vài cái ọp, đảm bảo là không có bị thất lạc giống như hôm qua ha. Ui, ngủ rồi. Chưa gì đã ngủ rồi. Anh vô trong ngủ đi. Vô trong ọp ngủ đi. Đây, hai em luôn. Đấy, xong. Vậy là mình sẽ không có cần phải lo lắng về việc lạc mất rồng nữa ha. Rồng hai đầu, rồng Galaxy, Berteris và Clan. Rồi, ở trong đó đi. Để bây giờ mình sẽ trở lại thế giới Twilight Forest để mình chiến đấu với cái con rồng Hydra thôi. Ý, mà khoan, mình cần phải ăn cái bát súp kia nữa. Để không thôi, mình qua bển mình bị cái lời nguyền á, mình không có vô được. Cái bát súp đó đâu rồi nhờ? Ui, hôm qua mình ăn chưa ta? Nó có cái bát súp của cái con boss bò nấm ấy. Đây này, đây nè. Đây, quái súp này. Mình sẽ mang theo một xíu bằng bển mình ăn để mình phá bỏ cái kết giới bên cái địa bàn mà con rồng Hydra sinh sống ấy đó. Rồi, đi thôi. Cưỡi rồng một lúc thì hình như mình gần tới chỗ của... Đây, 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 tới luôn rồi nè. Tới chỗ của con rồng Hydra rồi. Bây giờ thì mình sẽ test thử coi coi nó còn thiết phong ấn không. Mình vô thì mình... Nè, nó còn quá trời nè. Khi vô mình sẽ bị cháy ấy. Night Fury chắc vô trọng là thành Night Fury nướng luôn ấy, không đùa. Bắt buộc là phải ăn cái bát súp này thôi. Ờ, quýnh đi. Quýnh tôi xíu đi, để tôi mất một xíu thanh thức ăn coi. Đói đói nhanh nhanh đi. Để mình còn ăn cái bát súp này nữa. Đấy, đấm đi, đấm tôi đi, đấm tôi đi, đúng rồi. Kobo đấm đi. Đấm tôi, đúng rồi. Một xíu nữa. Gần ăn được coi. Một tí tẹo nữa thôi. Rồi, cảm ơn nha. Mình sẽ ăn cái bát súp này vô. Đấy. Vậy là chúng ta đã bỏ được cái kết giới của con rồng rồi. Giờ thì cưỡi Night Fury và đi vô trong thôi. Đi. Đi thôi Night Fury. Ủa đâu rồi? Qua đây, qua đây. Đi. Bay vô, không còn bị cháy nữa đâu. Đó, rất là an toàn ha. Vô trong đó mình sẽ cho Night Fury đọ sức với rồng Hydra thử coi. Đâu rồi Hydra đâu? Kìa 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 Hydra kìa. Ghê đấy, nhìn thì cũng ghê đấy. Nhưng mà gặp Night Fury thì sao? Đấy, Night Fury mình đang tấn công rồng Hydra kìa. Bắn vô cái đầu nó luôn. Điểm yếu của con rồng này, ấy, đó mình bắn vô đầu của nó thì mất sẽ rất là nhiều máu ha. Tấn công vô đầu nó tiếp. Tấn công vô đầu nè. Không biết một hồi nó có mọc thêm đầu hay không nữa. Ui, hết đòn đánh rồi. Có nên đổi rồng không ta? Ừ, chắc mình nên đổi rồng khác đi. Night Fury tấn công rồi. Giờ thì tới Mi đi nha. Đổi rồng luôn. Mình có nhiều rồng mà. Ê, đi ra chỗ khác anh bắn chúng bây giờ. Đừng có bay lảng vảng trước mặt mà. Nguy hiểm. Rồi, tấn công tiếp. Ui, ui, bắn hộp, bắn hộp, bắn hộp. Đấy. Có rồng thì tận dụng sức mạnh của rồng luôn ha. Ui, bắn gụm hết một cái đầu của con Hydra rồi. Quá ghê gớm luôn. Ui, nó mọc đầu khác. Này thì Hydra nè. Ui, nó mọc thêm đầu kìa. Nhưng mà rất tiếc cho ngươi là ta sẽ nướng ngươi hôm nay rồi. Ui, gì đây? Ta sẽ nướng ngươi trong ngày hôm nay luôn. Nướng đi. Nướng. Này thì Hydra nè. Mình đã sử dụng sức mạnh của Mi cũng như là Night Fury để đánh bại con rồng Hydra này mà không mất một giọt máu nào luôn. Quá là tuyệt vời. Và nó cho mình một cái Hydra Trophy ha. Thế rồi. Ồ, bèo vậy trời. Chắc tại không phải là mình đánh rồng á, nên nó không có cho mình thịt rồi. Cái này là tại
tại mình lạm dụng sức mạnh của rồng quá nên nó không cho mình thịt rồng hay ra rồi ha. Nhưng không sao, dù sao thì chúng ta cũng thấy được sức mạnh của Night Fury cũng như là Mi mạnh đến mức nào rồi ha. Quá đã, quá đã. Hai em này đánh rồng mệt rồi, mình sẽ không cưỡi hai em này nữa đâu. Để hai em này nghỉ ngơi đi, mình sẽ cưỡi em rồng khác. Đây, cưỡi Bi đi. Đi Bi ơi, xuống đây, xuống đây. Nãy mình đánh rồng mà mình quên mất, mình quên test cái phép mới của mình nữa. Để coi sức mạnh như thế nào. Nên thôi, bây giờ thì mình sẽ test lại ha. Mà test trên bé Na đi. Tại sẵn tiện gặp chỗ của bé Na nè. Mình sẽ dùng cái phép này vô bé Na thử coi. Bé Na hả? Bé Na nè, hút bé Na một cái luôn. Bé Na. Bé Na nè. Ui ui ui. Ê, từ 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 từ. Chơi 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 chơi. Bi của mình đang bị bé Na quấn vô mấy vòng mất máu quá trời rồi. Chưa chưa chưa, dẫn Bi ra chỗ khác rồi đó. Không thôi một hồi Bi bị ăn thịt đấy. Có chút xíu máu mà. Thôi nằm yên đây ngủ đi. Một mình vô đó xử thôi là được rồi. Mày không muốn liên lụy đến rồng đâu. Trời ơi mày còn. Trời ơi chó sói đi dí của bé Na làm gì. Nó lượn cho hai vòng, hai con chó sói ngẫm của tỏi rồi. Này thì dám quýnh ha. Dám quýnh chó sói vô tội. Dám quýnh chó sói vô tội nè. Xài một phép thôi là đủ để bán hành cho bé Na rồi ha. Hút bé Na không chừa phát nào luôn. Bé Na nè. Này thì ăn hiếp à, thích ăn hiếp không? Thích ăn hiếp mấy con yếu không hả? Hút cho dính vô vách luôn nè. Hút thêm một cái nữa nè. Rồi và cái cuối cùng đoạn quyết định. Này thì bé Na. Ý hút hút. Bé Na đang tìm cách để chạy trốn. Sợ liền. Thôi sợ cái gì. Sợ cái gì hả bé Na. Hút bé Na banh sát luôn. Quá ghê gớm. Và lần này thì chúng ta. Ủa bị lắc nữa rồi. À đây đây đây. Có lại đồ rồi. Có lại đồ rồi. Đấy lần này chúng ta có thêm 8 cái vẫy của bé Na rồi. Gom số vẫy hôm qua với bữa nay lại thì chúng ta có thể làm được một set đồ Naga rồi đó. Set đồ Naga này thì chỉ có cái áo cũng như là cái quần thôi á. Nó khá là ít bộ phận luôn. Nhưng mà không sao, đây cũng là một set đồ của boss ấy. Nên mình cứ sưu tầm trước đi. Giờ về nhà để chế tạo set đồ luôn nha. Đây đây, chế tạo set đồ thôi. Đầu tiên thì mình sẽ lấy vẫy rồng ra trước á. Ồ vẫy Naga ra trước á. Đấy, chế tạo luôn nè. Làm cái quần trước đi. Cái quần này thì hay một chỗ là mình chế tạo xong là nó sẽ tự cường hóa cho mình cái dòng kháng lửa luôn nha. Hơi bị đã, mình sẽ mặc vô thử nè. Mặc vô thử. Wow. Khá là đẹp đấy chứ. Kết hợp với cái nón pháp sư thì sao. Ui. Nhìn cũng rất là ok ha. Khá là nổi bật luôn ấy. Được. Mình sẽ mặc cái set đồ vẫy Naga một thời gian coi coi có ổn áp hay không á. Áo thì được bảo vệ khỏi lửa, quần thì được bảo vệ nè. Khá là hợp lý luôn. Đồng thời thì cái trophy của rồng Hydra ngày hôm nay mình có được, mình sẽ treo lên đây. Đó, bộ sưu tập trophy của chúng ta đã có được 4 cái rồi. Sắp tới thì mình sẽ gắng hoàn thành bộ sưu tập trophy bên thế giới Twilight Forest sớm nhất có thể ha. Còn bây giờ thì mình sẽ test lại cái phép Blinding Flash này. Tại vì hồi nãy mình dùng á, mình cảm thấy nó hình như là không có hiệu quả lắm hay sao ấy. Cái tên pháp sư kia trúng cái chiêu này vẫn có thể tấn công mình được. Kỳ vậy. Để mình tìm thử mấy con quái khác mình test thử coi coi như thế nào ha. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, có quái đây test đi rồi. Mù chưa cưng. Mù chưa. Sợ sao mà đỡ được. Mù nữa nè. Đấy. Hình như nó không thấy. Ui ui ui, sao kìa. Mù nữa nè, mù chưa. Ui ui ui. Ủa là gốc cuộc nó có mù hay không? À có mù, có mù. Ồ, như vậy thì nó chỉ mù được một lúc thôi á. Là mình tưởng nó mù lâu. Thôi kệ, mình sẽ tiễn mấy con này đi đi. Sức mạnh mới của mình. Cú hút sấm sét. Này thì giỡn mặt á. Đừng có đùa với cú hút sấm sét nha. Phép mới này nó hơi cục xúc một xíu nhưng mà mình thấy nó khá là mạnh đó. Cú hút sấm sét nè. Cái này á, dùng để cân những cái con mà lì lì á, khá là hợp lý luôn.
Wow, hôm nay tính ra học phép cũng ok lắm ấy. Rồi, giờ thì đập cái lồng spawn này thôi. Đấy, mình có cái phép mai nữa, đúng đỉnh luôn. Cái phép này giúp mình có thể đào được những cái block trong cấp tốc ha. Hơi tốn mana một xíu nhưng mà đổi lại thì mình đào rất là nhanh ha. Rồi, mấy con này láo nháo hay vậy? Cú hút sấm sét nè. Đón nhận đi. Cái phép này cân năm vẫn được ha. Càng đông mình hút nó càng đã. Nói chung trong ngày hôm nay là một ngày tương đối ổn thôi. Nó bớt bất ổn hơn những ngày trước rồi ha. Và có một tin khá là vui là mình đã có thêm được hai thành viên mới về đội của mình rồi. Đó chính là rồng Galaxy cũng như là rồng hai đầu trong ngày hôm nay mới tìm được luôn. Quá là tuyệt vời. Và các bạn thích em rồng nào hơn trong hai em rồng này? Mình thì mình thấy ấn tượng với rồng kiểu như là hai đầu hơn á. Tại vì khá là dễ thương mà khi mình lấy trứng rồng thì cũng rất là dễ dàng nữa. Kiểu như rồng này hơi bị thân thiện luôn á. Hy vọng là trong thời gian sắp tới mình sẽ gán nuôi được hai em này. Cũng như là cả rồng Bờ cũng như là Cờ Lan lớn lên ha. Để dẫn đi khám phá chung với những người anh em rồng khác nữa chứ. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày khám phá kế tiếp trong thế giới Pháp Sư Liên Rồng. Còn bây giờ thì bye bye.